Hello, mình xin chào cả nhà, một ngày mới tốt lành. Hôm nay ở đây thì trời nắng, gió hơi lạnh lạnh, 56 độ F ha. Thì bây giờ thì cũng không có trồng trọt gì được, nhưng mà đất ở ngoài nó trống, cho nên mình mời cả nhà cùng đi ra trồng tỏi xuống với mình. Vì cái mùa này thì nó thích hợp cho cái việc mà trồng tỏi xuống á. Đất ở đây mình đã xới lên rồi đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho một ít phân gà vô, mình trộn lên để mình trồng tỏi xuống đây ha. Đây mình sẽ sử dụng loại phân gà này. Ở đây mình không có quảng cáo cho cái hiệu này, nhưng mà các bạn có thể xài bất cứ cái loại phân gà hay phân bò nào các bạn có ha. San đều đất ra. Cây nó rụng. Thì giờ mình sẽ sử dụng cái miêu bồn để mình bỏ xuống. Sẽ đục những cái mình sẽ làm những cái lỗ, mình bỏ cái bồn này xuống mình trồng. Để xuống rồi mình lắp đặt lại. Rồi mình cho xuống khoảng mình cho nó xuống khoảng 1-2 inch đó, khoảng 2 inch, mình giữ 2 inch là được. Tại vì Nếu mà mình để nông quá đó thì khi mà trời mưa nó cái đất nó bị sạt ra rồi nó sẽ trồi, cái tỏi nó sẽ trồi lên mặt đất đó. Nên mình cho nó sâu hướng khoảng 2 inch ha cả nhà ha.